Xin chào các bạn, mình là Vinh Trần Nhé các bạn nhé. Thì hôm nay tôi sẽ có màn trôn cho anh Côn hay anh Phong các bạn nhá. Thì đây, hiện tại đây à, các bạn đi theo tôi. Đây, các bạn nhé. Anh Côn thì anh Phong đang hiện tại đang dựng ở đây, không biết có làm, không biết dựng đây làm gì các bạn nhé. Đấy, okay, Phong thì đang chỉ bị đi đổ nước ra rồi. Đấy, còn anh Côn thì không biết dựng đây làm gì. Đây, tôi sẽ có màn trôn cho một anh Côn, hai anh Phong các bạn. Đi đây, xe Phong này chắc đang giá rồi. Bây giờ tôi sẽ lại màn có màn trôn cho Phong tiếp các bạn nhé. Màn trôn cho Phong là giấu xe đi các bạn được không các bạn? Anh Phong vừa rồi tôi trôn rồi, bây giờ tôi sẽ trôn anh Côn các bạn. Đây, không biết anh Côn dựng đây làm gì mà tôi sẽ giấu xe của anh Côn. Thì xe anh Côn ở đây thì vừa rồi tôi trôn anh Phong rồi, bây giờ tôi sẽ trôn anh Côn nữa. Thì anh Côn hiện tại đang để xe đây không biết làm gì. Thì bây giờ tôi sẽ trôn anh Côn, giấu xe đi, sau tí xem anh Côn phản ứng như nào các bạn nhé. Các bạn nhé, ok. Bây giờ tôi sẽ đi giấu nhé. Đây, giấu mày. Tôi xong đi các bạn nhé. Đấy, các bạn ơi, không biết anh Côn phản ứng như nào các bạn nhé. Đang để ở đấy chỉ bị đi đâu ra các bạn. Bây giờ tôi sẽ đi giấu, giấu đi xem anh Côn phản ứng như nào nhé. Anh Côn hôm nay cả gì đứng. Tôi xong vào nhà hàng xóm mày nhá các bạn nhá. Ok, đi theo chân tôi. Không biết anh Côn phản ứng như nào nhá. Đấy, tôi sẽ mở cửa ra nhá. Mở cửa, tôi sẽ giấu lại. Tôi sẽ giấu vào nhà bác hàng xóm này các bạn. Anh Côn phải đứng được không ạ? Bây giờ các bạn hãy về đoán xem anh Côn phản ứng nhà các bạn nhé. Ok. Rồi các bạn ơi, thì tôi đã đang đi về nhà anh Côn các bạn nhé. Đi về anh Côn. Thì vừa ấy thằng cháu tôi quay hộ tôi. Thì thằng cháu tôi có việc rồi. Thì bây giờ tôi sẽ lên tôi bảo anh Phong quay cho tôi nhé các bạn nhé. Thằng cháu tôi giờ đang đi có việc lâu ấy. Ok. Đây, anh Côn này. Không biết anh Côn đi đâu. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đi vào này. Bây giờ tôi sẽ đi vào này. Lên là anh Phong, tôi bảo anh Phong có hộ tôi nhá. Còn tôi vào tôi mới hỏi anh Côn. Ok. Đấy các bạn. Đấy, tôi đang đi này nhà anh Phong nhá. Đây, nhà anh Phong đây. Đây nhà anh Phong đây các bạn ạ. Anh Phong ơi. Anh Phong. Phong ơi. Ừ. Đang làm gì đấy? Đang nghịch máy tính. Đâu? Đang bật máy tính để nghịch nhỉ. Ui, các bạn, anh Phong ơi. Vừa em quay anh Côn. Mà vừa xe của anh để kia, xe của anh, xe anh Côn để kia làm gì đấy? Anh biết anh Côn, anh để đây tí quên, vừa tính đi chở đồ giả người ta, có thùng nước đấy đi trả người ta mà. Thế chứ anh Côn để đây làm gì đấy? Sao mà biết được anh Côn, sao anh biết? Mà em biết, vừa đấy, anh ơi, vừa đấy em nhờ thằng cháu em quay hộ chôn anh Côn. Thì bây giờ anh, nó đi có việc, anh quay hộ em nhá. Em chôn anh Côn là em giấu xe của anh Côn đi. Xem giờ anh em mình lên xem mà anh Côn, xem anh Côn phản ứng nào nhá, được không? Chôn Côn đấy. Ừ. Chôn Côn giấu xe đi là vì em thấy cái xe của anh với cả xe của anh Côn ở đấy. Định chôn anh mà nghĩ là hôm trước em chôn anh rồi, em chưa chôn Côn. Thì em thử xem chôn anh Côn xem phản ứng như anh Côn như nào. Giấu xe đi rồi, em giấu rồi. Được không? Rồi. Ừ, em giấu rồi, em với thằng cháu em quay giấu xong rồi. Thì bây giờ em, thằng cháu em đi có việc thì em tự quay. Thì bây giờ em tự quay mình nó khó, anh quay với em. Đấy. Hiểu anh, thì anh hợp tác cùng với em đi. Cho nên Côn gì? Ừ. Thế anh Côn đánh ai chịu? Đánh thì em chịu, đuổi gì em thì em chịu. Anh yên tâm, anh chỉ phải quay thôi. Em toàn gì dình chiên anh không lại, tí bảo anh Phong chịu hết à? Không sợ, tí đó mà anh cứ bảo là anh, em không biết, em chỉ biết là Vinh nó bảo em quay thôi. Tại vì em vừa trên đây em đang định đi đổ nước. Thì Vinh nó lên nó bảo là quay hộ em, cho anh Côn. Cho anh thế thôi. Đấy thôi, được không? Được. Bây giờ đi, anh mới em mới anh thử lên là anh Côn, thử xem anh Côn đâu nhá. Rồi. Ok đi. Nhanh lên. Rồi các bạn, thì bây giờ tôi với anh Phong đi lên thử gọi anh Côn xem mà anh Côn đang làm gì nhá, đang đâu các bạn nhá.
mà không biết là để xe đấy làm gì cơ. Thì bây giờ tôi sẽ lên tôi hỏi anh Côn mấy cái linh tinh, và tôi sẽ hỏi tôi sẽ bảo anh Côn là cho em mượn xe đi mua đồ, em quay video, anh không quay em quay trước. Và đấy, xem anh Côn thấy, xem anh Côn mượn em. Anh Côn ơi, đang làm gì đấy? Anh Côn ơi, đang làm gì đấy? Hả? Sao anh bảo gọi em ra làm video mà sao không làm? Có giờ làm. Làm chưa? Giờ làm. Bây giờ làm. Bây giờ làm. Bây giờ làm. Bây giờ làm. À thế á? Thế thôi, em hỏi tí nhá. Cái hôm qua này không truyền thì ai đội nào thắng ấy? Sáng thua đội anh thắng. Sáng lại lồ bảo. Lại lồ thua gì? Tùa tà, để sáng nữa đủ tùa tà. Thế ta không đánh được rồi, cứ thích đánh cơ. Đùa ấy. Sáng hôm qua lục ở ba kèo, hat trick kèo. Hat trick kèo, ba kèo thua cả ba hả? Ba kèo thua cả ba. Thế anh đi hôm nay anh định làm video gì? Tinh lại là trò chơi ấy, thứ gì làm gì? Thế gọi anh em chưa? Đang xuống, mọi người đang xuống hả? Mọi người đang xuống, chưa thấy ai xuống. Chỉ mỗi em vào trước. Đùa chán thế. Giờ đã đợi anh các bạn ơi. Giờ đã đợi anh em. Đấy thì em đang quay vlog cho chơi. Đợi anh em chán quá quay vlog cho chơi. Đấy, đang lên TikTok. Đấy. TikTok kiếm được tiền không? Thì kiếm được tiền đâu, quay chơi kệ. TikTok ở đây nó kiếm TikTok nhiều mà. Kiếm được nhiều mỹ là mình cái đấy nó phải na chim cơ. Na chim mới có tiền. Đây em cũng na chim em cứ quay nhà nhặng đăng lên thì cho nó buồn cười. Anh làm chưa? Đợi anh đang đợi anh em đi. Ừ. Cho đưa em mượn xe em đi mua đồ tí và quay anh quay xong rồi quay. Đấy, xe ngoài cổng ấy vừa anh đi mua đồ anh vẫn để ở đấy đây. Rồi để em thế em mượn nhá. Chìa khóa vẫn cắm đấy à? Vẫn cắm đấy. Rồi để em ra mượn. Đâu? Cổng ấy. Đâu chỗ nào? Đứng ngay cửa cổng đấy. Đi có đâu? Đâu không có. Anh đây xem. Xe anh đâu? Không có thấy mỗi xe Phong mà. Nhưng mà đang dựng ở đây mà. Giờ đâu rồi? Xe anh đâu giờ đâu rồi? Anh à? Ai mới đâu được? Ồ? Đúng rồi. Giờ xe anh đâu rồi? Thì em mượn đi mua đồ tí anh quay xong em quay. Vừa anh để đây xong mà. Em không biết lúc vừa em đặt đây, vừa em đập ra không thấy rồi, không thấy xe anh dựng đây rồi. Kiểu thấy mỗi Phong đang chắc đang đi định đi trả bình nước kìa. Ồ. Trộm à? Nên chắc cam mà không? Có cam mà. Cam là nếu cam, hai cam phải chạy đâu được. Thế anh chỉ nên chắc cam thôi mà. Rồi, tao nên chắc cam nhá. Rồi, nên chắc cam thôi mà. Rồi các bạn ơi, thì anh Côn đang lên kia check cam các bạn nhá. Đó. Không biết anh Côn check được chưa? Thằng ngu này, mày biết bây giờ tao có bao nhiêu cam bao nhiêu, giấu xe tao hả? Mày đứng đấy, mày đứng đấy. Thôi, tôi không nghĩ là anh Côn có cam rồi, thế rồi, quên mất. Anh Côn lên check cam. Anh Côn lên check cam. Mày đứng đấy, mày đứng đấy, mày đứng đấy, mày đứng đấy, mày đứng đấy. Được rồi, tôi ngu quá con ạ. Nhà anh Côn có cam mà tôi đi cho anh Côn giấu xe anh Côn đi rồi. Nhà có cam, nhà tôi có 6-7 cái cam mà. Thế mà vừa nó lại còn bảo anh lên trích cam đi, đã giấu xe tôi rồi lại còn bảo anh lên trích cam đi. Tôi nhưng tôi tè thế các bạn đây. Thực ra là đấy tôi chôn những con thì xem anh Côn phải như nào, anh Côn vẫn không phản ứng mấy các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, thì tôi cũng nghĩ là anh Côn không cam. Từ trước nay thứ nào tôi ở nhà anh Côn mình nhà trước bao nhiêu năm rồi mà tôi không nhớ. Đấy thì tôi cũng cho anh Côn là thử giấu xe còn Côn đi xem anh Côn phản ứng nào mà anh Côn gọi là không cảm không phản ứng gọi không bình thường nhá. Cũng đơn giản với tôi là
nhà anh có cam kìa, đúng thật, có cam thì đơn giản lắm con ạ. Thì nên check code là xem biết ai ngay biết ạ. Đấy. Anh ơi, anh trong mọi tình huống luôn luôn là bình tĩnh. Đúng rồi. Anh mà xem xét trong đầu rồi. Anh ta, anh lúc mày thế mày, hai thằng mày quay là anh đã ở trong đầu rồi, em hiểu không? Đang nghĩ rồi. Đó, tao này, đầu anh nó khác, đầu mày nó khác, hiểu không? Rồi, 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 rồi mạng này đi. Em cho anh giấu xe bên trong hàng xóm thôi. Đấy bà đấy, là chuẩn bị làm clip. Rồi ok, thì bây giờ tôi sẽ sang tôi lấy xe cho anh cô nhé, quả nhé. Đấy, tôi đang rong xả xe anh cô nhé, quả nhé. Đấy. Trôn xong lại phải rong xả. Đây. Trôn xong không rong xả chẳng lẽ ta đi rong. Đây, xe của anh đây. Rồi. Thì đấy, các bạn ơi. Thì anh cô thì phản ứng thì cũng bình thường. Đấy, đầu anh cô thì to, cảm giác tôi trôn, mảnh trôn này không thành công lắm. Thì tại vì anh cô có cam nữa, tôi không nhớ là anh cô có cam. Thôi tóm lại là thôi tôi kết thúc video đây các bạn nhé. Thì các bạn nào thấy video của tôi mà cho anh Côn mà thành công hãy cho tôi một like. Tóm lại cũng không thành công lắm mà thôi. Các bạn hãy cứ cho tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký và ủng hộ kênh của tôi nhé. Xin chào các bạn, bye bye. Cho cái gì cho nó đặc sắc lên một chút. Cho cái gì đâu, nhà 6 cái cam ở vùng quanh nhà mà tự nhiên để xe ngoài cổng tự nhiên rong đi thành cho. Tóm lại em không nhớ là anh có cam thôi, tóm lại thôi tôi kết thúc video đây. Bye bye các bạn, bye bye. Bye. Thank you.